Thay vì có hình tròn như những trái bưởi truyền thống, qua bàn tay tài hoa của chàng trai 8X Bến Tre, chúng được khoác lên mình chiếc áo mới vô cùng đẹp mắt và độc lạ. Đó là bưởi vuông in chữ tài lộc và bưởi hình thỏi vàng tài lộc. Chủ nhân của sản phẩm độc đáo này là anh Huỳnh Thanh Tâm, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, một nhà vườn từng thành công trong việc in chữ thư pháp trên trái dừa và tạo hình dừa hồ lô. Trước nay nhà vườn tạo hình chủ yếu tạo hình trên bưởi năm roi, còn riêng chàng trai 8X này lại thử thách mình ở cây bưởi da xanh, một loại cây trồng đã được công nhận chỉ dẫn địa lý vào tháng 3 năm 2018. Với mong muốn nâng cao giá trị hơn nữa của một loại đặc sản quê mình, tuy nhiên do đặc thù loại bưởi này có vỏ sần sùi khó tạo hình, mặt khác kích cỡ giữa các trái cây không đồng đều nhau, chính vì vậy việc tạo hình trên trái bưởi này vô cùng khó khăn. Dù vậy, sau nhiều lần nghiên cứu chỉnh sửa, thay đổi khuôn, anh đã cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Thường thường bưởi thì mình tạo hình thì có tròn, thì mà mình làm là hình vuông, nhưng mình biến đổi hình dạng. Qua cái hình vuông vậy thì mình có nhiều mặt tiếp xúc để mình in được nhiều chữ hơn, thì cái tính sáng tạo nó cao hơn những cái sản phẩm khác. Từ tròn muốn mình làm cái hình vuông thì rất là khó. Thành ra là mình tạo hình cho nó vuông dứt, cái sản phẩm hoàn chỉnh đẹp, cân đối thì cái sản phẩm mình có giá trị cao. Anh Tâm cho biết, thông thường một trái bưởi da xanh có trọng lượng từ 2 đến 3 kg. Do đó, để tạo hình được một trái bưởi vuông hay bưởi thỏi vàng thì đòi hỏi phải có khuôn cố định với sức nén cực đại thì bưởi mới ra hình dáng như mong muốn. Để cho ra những trái bưởi vuông hay bưởi thỏi vàng in chữ đẹp mắt thì khâu chọn trái là quan trọng nhất. Sau khi bưởi đậu trái được 1 tháng, nhà vườn sẽ tiến hành đặt khuôn để tạo hình và chữ nổi. Riêng khu vực tạo hình chữ được che kín, tránh ánh sáng rọi vào trực tiếp. Sau 5 tháng là có thể thu hoạch. Thông thường trái bưởi da xanh bình thường có trọng lượng 2 kg, nhưng bưởi vuông bị ép lại chỉ còn khoảng 1,2 kg đến 1,5 kg tùy theo kích cỡ khuôn. Khi mà mình tạo hình mà được cái sản phẩm hoàn chỉnh ít nhất cũng phải là 5 tháng. Thì thứ nhất là mình phải chăm sóc cái cây đó, mình phải xử lý ra bông, ra trái đúng một thời điểm. Thì khi ra trái vậy thì mình bắt đầu mình mới chọn trái rồi mình lên khuôn. Một cái trái cây á, tạo hình á, thì nhất là bưởi là phải có cuống và lá, thì ít nhất cũng phải ba lá. Thì cái mình chọn cái trái, hồi đầu mình chọn cái trái còn nhỏ cũng phải có lá, khi mà sản phẩm hoàn thiện nó mới có lá được. Thì khi mình chọn như vậy thì cái trái da khi thành phẩm á, phải láng đẹp, chữ phải nổi vàng lên, rồi không bị sâu bọ. Tái nó nở hình phải đều với nhau. Thì khi cầm lên cái thỏi vàng nó đều với nhau thì người ta sẽ chấp nhận cái sản phẩm của mình. Không chỉ mang hình dáng độc lạ, ý nghĩa tài lộc may mắn, những sản phẩm tạo hình của chàng trai 8X này có thể chừng hơn 1 tháng và phần muối bên trong ăn được. Dự kiến vào dịp Tết sắp đến, chàng trai 8X này sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 trái bưởi da xanh hình vuông và thỏi vàng in chữ nổi tài lộc với giá dao động từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trái. Việc những nhà vườn nhạy bén để tạo nên những sản phẩm riêng không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn mang đến diện mạo mới cho thị trường trái cây chưng Tết. Với loại trái cây chưng Tết vừa độc vừa lạ thế này, hứa hẹn mang lại Tết sung túc cho người trồng. Vụ việc vừa được ghi nhận vào 4 giờ sáng ngày 10 tháng 12 vừa qua tại Đà Nẵng. Theo đó, dù mưa to gió lớn, nước ngập sâu, thế nhưng một thanh niên vẫn bất chấp chạy xe máy đến quán cà phê để phát trộm 2 chiếc dù cố định tại đây. Quả là một vụ trộm hy hữu và cũng vô cùng khó hiểu. Đây là cơ sở sản xuất trà Ngọc Phát nằm tại phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, do bà Hồ Ngọc Mỹ, 50 tuổi làm chủ. Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm như không có hồ sơ bảo vệ môi trường, nước thải không được thu gom xử lý theo quy định. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 thùng chứa hóa chất loại 25 lít, trong đó 3 thùng đã sử dụng hết, 1 thùng đã sử dụng một phần, 1 thùng còn nguyên, gần 48 kg trà tạm hóa chất và 45 kg trà nguyên liệu. Bà Mỹ khai nhận số hóa chất này được mua từ thành phố Hồ Chí Minh với giá 8.500.000 đồng mỗi thùng để về tạm ướp trà trước khi bán ra thị trường. Lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 14 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống của ông Trương Văn Vĩnh, 54 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 7 con gà, 1 cân đồng hồ, 12 điện thoại di động và số tiền 45 triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 1324 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, thì phát hiện xe bán tải mang biển số 43 thuộc Đà Nẵng do tài xế Phạm Xuân 49 tuổi ở thành phố Đà Nẵng điều khiển vi phạm an toàn giao thông nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe được lắp bánh lốp không đúng kích cỡ và không có giấy đăng ký xe. Tiếp tục kiểm tra, tổ cảnh sát giao thông phát hiện bên trong thùng có chở 25 bao với tổng trọng lượng 625 kg cyanua. Đây là loại hóa chất cực độc bị cấm buôn bán vận chuyển, thường dùng để khai thác vàng. Lập tức lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật và tạm giữ xe để tiếp tục điều tra xử lý. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay ngày 12 tháng 12, xe container mang biển số 61 thuộc tỉnh Bình Dương lưu thông trên tuyến quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Khi đến ngã ba giao nhau với cổng khu công nghiệp Việt Hương thì tài xế cho xe ôm cua rẽ phải. Đúng lúc này, xe máy mang biển số 47 thuộc tỉnh Đắk Lắk do hai cô gái chở nhau chạy phía sau đã lao lên trước đầu xe container té ngã và trượt dài về phía trước, lao lên vỉa hè. Cú ngã ở tốc độ cao khiến chị Vũ Thị Xuân, 23 tuổi quê Đắk Lắk, tử vong tại chỗ. Cô gái đi cùng bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 4 giờ sáng, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Theo gia chủ, sự việc xảy ra lúc 14 giờ trưa ngày 7 tháng 12 tại số 32 Trần Thị Ngân, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, lợi dụng chủ nhà đi vắng, hai thanh niên đã đột nhập vào trong trộm số tiền 12 triệu đồng. Không dừng lại, hai tên này còn định cuỗm luôn chiếc két sắt, nhưng vì quá nặng sợ bị gia chủ về phát hiện nên anh bỏ lại và tẩu thoát. Trong buổi tiệc thân mật tối qua là sự hiện diện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, nhà thiết kế Linh Sang, một số thành viên trong ban tổ chức Miss Earth cùng Miss Earth 2016 Kathani Esmin và Miss Earth 2017 Karen Ibasco. Tuy nhiên, buổi tiệc này lại vắng mặt Phúc Nguyễn và Ngọc Tình, hai người từng sát cánh với Phương Khánh trong quá trình dự thi Miss Earth 2018. Tại sự kiện, Phương Khánh bất ngờ lên tiếng chia sẻ về những thông tin ồn ào xoay quanh ngôi vị của mình những ngày qua. Người đẹp cho biết có quen biết với Bầu Kiệt và được giới thiệu đến buổi casting Miss Earth. Và ngay sau đó đã gửi lời cảm ơn đến nhân vật này chứ không hề vô ơn như lời tố. Còn danh hiệu Hoa hậu hoàn toàn là do sự nỗ lực của cô cùng với sự động viên từ phía gia đình và người hâm mộ. Bên cạnh đó, bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái cũng cho biết Bầu Kiệt đòi cô cảm ơn bằng 1 tỷ đồng gọi là mua giải khiến Hoa hậu bức xúc vì hành động đó không chỉ xúc phạm cô mà còn xúc phạm quốc gia bởi cô đại diện cho đất nước chứ không riêng cá nhân. Hiện scandal mua giải của cô vẫn là đề tài được dư luận quan tâm. Đoạn sạt lở tái diễn với chiều dài gần 20m, sâu 2-3m khiến cho mái kè và phân nửa mặt đan bị đổ sụp xuống vực sâu. Do nơi đây có nền đất pha cát nên kết cấu nền hạ yếu, cùng với nước lũ vừa rút là nguyên nhân chính xảy ra sạt lở. Quan sát đoạn sạt lở có thể thấy một hàm ếch lớn hơn nửa mét gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Mặc dù địa phương đã nhanh chóng làm rào chắn và cấm biển báo cấm phương tiện lưu thông, nhưng do là tuyến đường kết nối hàng chục hộ dân ra tỉnh lộ DT841 đi qua xã nên một số bà con vẫn lưu thông. Được biết công trình kè này vừa được thi công đầu năm 2018 với chiều dài 150m, kinh phí hàng trăm triệu đồng từ nguồn xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kè nhằm bảo vệ đời sống hàng chục hộ dân cũng như là bảo vệ chân cầu Trà Đư nối liền huyện Hồng Ngự với thị xã Hồng Ngự. Tuy nhiên, vừa được đưa vào sử dụng không lâu thì lại liên tiếp xảy ra sạt lở. Mới đây, lợi dụng chủ chiếc xe lít ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh dựng ngay trước cửa nhà cạnh đường lớn không có người trông coi, một tên trộm đã tiếp cận và nhanh chóng dùng đoạn phá khóa định tẩu thoát. Thế nhưng, xui cho tên này là chiếc xe có lắp báo động nên đã đổ chuông inh ỏi. Chủ xe cũng vì thế mà chạy ra hô hoán hàng xóm làm tên trộm hoảng sợ bỏ chạy nhanh chóng. Có thể thấy, những chiếc chuông chống trộm dù không thể ngăn chặn triệt để tội phạm trộm xe nhưng cũng là cách chống trộm có hiệu quả khi tạm thời làm mất thời gian của tên trộm. Đây là hai bị can Hoàng Hồ Dũng, sinh năm 1979 và Trần Ngọc Hiển, sinh năm 1987, cùng trú tại phường 6, thành phố Đà Lạt, vừa bị công an thành phố Đà Lạt bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Do cả hai cùng là con nghiện và để có tiền mua ma túy, nên khi phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ với một người phụ nữ điều khiển, đậu trên đường Hùng Vương, phường 11, thành phố Đà Lạt, Dũng và Hiển đã bàn nhau trộm tài sản trong xe ô tô. Mặc dù vậy, khi tiếp cận chiếc xe thì lại thấy cửa không được khóa. Quả là cơ hội trời cho,
Dũng nhanh chóng lấy ra một túi xách, bên trong có 33 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó, hai tên chia nhau mỗi người 15 triệu đồng, 3 triệu đồng còn lại rủ nhau về thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà mua ma túy để sử dụng. Tiếp nhận thông tin và điều tra, cơ quan công an xác định Hiển và Dũng là thủ phạm nên đã bắt giữ. Đào Văn Tài là nhân viên của công ty Đại Phát, chuyên cho vay lãi nặng có trụ sở tại thị trấn Phước An, huyện Rồng Bắc. Công ty này do Nguyễn Thành Quân, 24 tuổi, ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội làm giám đốc. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, anh Phan Thanh Nhã, 34 tuổi, ở thị trấn Phước An đã đến công ty này cầm cố giấy đăng ký xe máy vay 6 triệu đồng với lãi suất 30.000 đồng một ngày. Đến ngày 2 tháng 11, anh Nhã mang cả tiền lãi và tiền gốc đến trả, thì Quân và Tài không chịu nhận mà muốn anh Nhã mượn tiếp để thu tiền lãi dài ngày hơn. Anh Nhã không đồng ý, thì giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, Tài liền cầm ống điếu thuốc lào đánh một cái vào phía sau đầu anh Nhã, khiến nạn nhân bất tỉnh và nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 10%. Được biết, từ tháng 4 năm 2018 đến nay, công ty này đã cho vay trên 3 tỷ đồng, tiền lãi thu về hơn 700 triệu đồng. Hiện công an huyện Rồng Bắc, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý công ty Đại Phát về hoạt động tín dụng đen cho vay lãi. Chợ Giáng sinh tọa lạc tại đường Hải Thường Lãng Ông, quận 5, những ngày này tấp nập khách mua đồ trang trí Giáng sinh. Chợ chuyên bán sỉ nên được nhiều khách hàng tìm đến bởi giá cả mềm hơn nhiều nơi khác và hàng hóa đa dạng, khách thỏa thích lựa chọn. Cái khu vực này thì khu vực nó chuyên bán những đồ sỉ thì đương nhiên giá nó sẽ rẻ hơn ở tại những cái nơi bán lẻ. Nên mặt hàng cũng sẽ phong phú hơn rất là nhiều, đa dạng hơn. Năm nay một số mặt hàng được làm thủ công, hàng trong nước sản xuất như ông già Noel nhồi bông, người tuyết bằng xốp có giá từ 200.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Cây Noel làm từ sợi cước giá từ 380.000 đồng đến 2.900.000 đồng, rất hút khách. Năm nay thì có rất là nhiều cái mẫu mã mà em thấy là một số cái mặt hàng Việt Nam thì được biết, em biết thì em thấy là cái được làm rất là tốt và về màu sắc thì nó cũng không thua kém những cái mặt hàng khác, giá cả thì rất là phù hợp. Ghi nhận tại chợ đồ sỉ hàng trang trí lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thị trường Giáng sinh năm nay sôi động từ sớm, lượng khách mua cũng tăng theo, trong khi giá cả hầu hết các mặt hàng chỉ tăng nhẹ từ 5.000 đến 20.000 đồng tùy sản phẩm. Đối với các tòa nhà, văn phòng, cửa hàng có nhu cầu trang trí sẽ được cung ứng dịch vụ trang trí Noel trọn gói với nhiều đơn hàng có giá lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho những gói trang trí cao cấp.